4 sang Mấn Điện Biên Điện Biên. À. Huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên. Vâng, thế là vượt sông suối trèo đèo 11 tiếng đồng hồ mới về đến đây gặp được thầy Vũ Dũng. Em tìm được thầy trên mạng. Đấy. Qua 20 ngày điều trị em cảm thấy là đỡ rất là nhiều. Đấy, đây điều đó em rất là cảm ơn, tri ân thầy, cảm ơn các cộng sự của thầy. Tất cả mọi người bị cùng cái hoàn cảnh cong vẹo cuộc sống đi đâu thì đừng có tự ti mà phải vững tâm tự tin lên. Đấy. Khi gặp được đúng thầy đúng thuốc rồi, đấy, đủ căn duyên rồi thì tôi từ nay về đi là bye bye với cái danh từ san cảm. Đấy, chỉ là san san thôi, không có gì cảm làm sao nữa. Rồi em cảm ơn thầy, tri ân thầy. Đi gặp thầy. Thế là sau hôm nay là được 20 ngày đúng không? Sau hôm nay là 20 ngày chữa thì bác cảm nhận cái lưng với cái cổ của bác nó thế nào rồi? Dạ đỡ nhiều lắm thầy. Em cảm thấy là như là được cởi trói đi trước này. Vâng. Trước cái chỗ này một búi này này. Chỗ này một búi với ở lưng này một búi đúng không? Vâng. Một cái tay này này đấy. Nhưng mà em bảo là không bắt được ở đây em đây không bắt thầy xem nha. Vâng đấy. À đấy. Ừ đấy. Từ đây. Ừ chẳng được tay ở đây này. Cô này cô Canada ơi, thì là cô Việt kiều Canada này. Ngày xưa không chạm được tay, bây giờ hai tay chạm được vào nhau này. Thấy tuyệt vời chưa? Đây này, bên này nữa nha. Có mọi gì em hỏi mà hình như là ngắn dài nhưng không thấy. Ờ thế à? Không thấy tay gì. Ôi rồi tuyệt vời không này, đây này. Ô đấy. Cái bên này thì được, nhưng bên này không được. Đây, ôi của cô Canada. Ờ đây này, hai tay chạm được nhau vào, quá tuyệt vời chưa? Tuyệt vời cả hai rồi. Ôi tuyệt vời nhờ. Đây đấy này nha. À. À đang được con rắn này. À đang được con rắn rồi. Ôi quá tuyệt vời nhỉ. Ôi đây con rắn này. Hôm thầy lắc cái tay này đấy. À. Bảo về em bắt chết em cứ thêm lắc. Rồi rồi rồi, không. Đây này, bảo bác nhá, bác lắc như thế, bác để như này này, bác sát vòng như này này. Đấy. Sát cái vòng như này. Đây nhá, nhìn này em ạ, bác quay sang đây này. Đây. Em về bắt chết cái động tác này. Mọi người cứ ngoáy ngoáy này là không đúng. Mình phải cầm chặt vào đây này, để tay vào gáy đây này. Đây. Đây, ngoáy sát vào này. Đấy. Ngoáy sát cái vòng nó to ra. Đấy, cái vòng nó to ra như này này. Đấy này, đấy. Cái vòng nó to này khoảng 10 lần. Thì bắt đầu lại quay ngược lại này 10 lần. Ngoáy cái vòng nó rộng ra. Đấy. Cái vòng tay nó rộng ra thì cái khớp mình nó mới mở ra được thì nó mới nắm được ra. Chứ còn nếu mà ngoáy ngoáy ngoài này không là không phải đâu. Đấy về trước nó một búi lù lên. Ôi quá tuyệt vời nhờ. À thế nào hôm nay là cái búi này là xong rồi. Đâu có cứng hết cả cổ này. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đây nha, đây là bệnh nhân 62 tuổi. 63. À 63 đấy, cứ nhầm 62. Nhà Điện Biên. Và đây sau 20 ngày chữa trị. 500 cây số. À, bác thằng làm ra. Đấy. Đây nó đỡ. Thằng làm ra. Đấy, úi giời. Rồi, như cởi trói. Như cởi trói ở đây xong 20 ngày thì bác thấy cảm nhận nó có thế nào? Tuyệt vời thầy. Trên là tuyệt vời. Đúng là trên cả em mong đợi. Vâng, trên cả mong đợi luôn hả? Vâng. Thầy cứ tạo được cái này em phải giữ cái điều duy trì chứ không có thể mà thấy nó khỏi thế này. Vâng. À thế là hôm nay là cái tay của bác là luồn về đằng sau được rồi. Anh quá đấy, biểu diễn quá tuyệt vời. Nhưng giờ hôm đầu đến bà thấy tay của em tay dài tay ngắn. Nhưng mà đến hôm nay mà ấy thế nào mà lại quay được về luôn rồi. Nãy này em ngồi mà khó nha thầy nha. Ờ. Trước khi lên này. Ờ. Quẹo lên xong. Mà. Ờ quá tuyệt vời luôn nhỉ. Người này lặn chưa chắc làm được nha. Vâng đúng rồi, người này lặn đến người nam mà chẳng làm như thế thật thì đùa đâu. Vâng quá tuyệt vời luôn nhỉ. Ở đây này định này xem này, đấy, quá tuyệt vời luôn. Đến người là nặng còn khó làm như này, còn người cong vẹo cuộc sống thay hóa nó làm như này này. Tay này của em hình như ngắn chứ không phải nè. Đúng rồi. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Xong làm quá cái này đến hết cái điều đến ngày thứ 9 này. Và em về em làm cái này rồi nhá. Trước ngủ dậy cứ phải đứng đơ ra cứ phải mãi một lúc mới cứ làm. Rồi. Bây giờ ta. Ôi rồi, ôi giỏi quá nhờ, đấy, ôi rồi. À, thế cũng nên ngồi xuống ngồi gặp ngon lành rồi, đấy, ơ này, ô chạm tay được đất rồi này. Ô. Ô quá tuyệt vời nhờ, chạm được tay vào đất rồi đấy. Chạm như thể thẳng cái này nhá. Ờ.
thầy nhìn đi, thế này thầy công nhận là bản thân đúng nhá. Rồi quá tuyệt vời rồi. Ô ô thế đúng là đây, gọi là ngoài tưởng tượng ha, thật sự là ngoài tưởng tượng luôn, ngoài mong đợi, ngoài mong đợi nha. Mà còn có chỗ này phải thẳng tâm ra này. Hai cái này đây này, cô Canada này thấy tuyệt vời không, cúi được sát đất luôn này này. Cúi được mà, cúi không được dạng quá mà cúi chân này. Đấy mới khó, cúi dạng quá dễ, ôi quá tuyệt vời nhờ. Thầy nhìn thế này công nhận chưa? Vâng. Như này đúng là ngoài mong đợi thật nhờ. Đấy. Quá tuyệt vời luôn, có 20 ngày. Cái này là thằng nước. Rồi tuyệt vời quá. Như trong mơ. Đúng rồi, như trong mơ rồi nhờ. Đúng là như trong mơ luôn, không nghĩ là tuyệt vời như thế nhờ. Không nghĩ là cái này. Trước này bên này á, cái này bên này của em vẫn bẹ bành bành bành. À, mặc được vừa áo của con dâu bé. À mặc được áo con dâu bé, thế này thì xinh nha. Thế đây nhá, bác bảo là 60 năm bị bệnh rồi là 63. Nhưng mà 60 năm bị bệnh, 3 tuổi là bị cái gì? 60 tuổi bị. Ừ, là 60 tuổi bệnh rồi thì vâng. Là bảo là chưa 6 tháng rồi đây, mình chưa có 20 ngày đã được thế này rồi, quá tuyệt vời. Thì hôm qua em hỏi là thầy của em thì liệu trình độ bao nhiêu ngày, thời gian bao lâu được khỏi. Thầy bảo bác bị lâu này thì 3 tháng thì em ạ. Vậy thì em cứ duy trì là 60 năm cuộc đời là 6 tháng. Vâng. Đấy. Thế nhưng mà được 9 ngày mà em cứ cười thầm mà mình. Quá tuyệt vời luôn. Cứ cười thầm, sao không? Thầy sao cái tay em như bên dài bên ngắn ấy, không bắt được đằng sau. Thế thầy mới quay, sau đó về em bắt chiếc em lại, thì ra cứ thế này. Ôi thế là đến chữa bệnh ấy là học được nghề ngay à? Đấy, ôi em thì... Này cô Canada này, đi đến chữa bệnh xong học được nghề của thầy luôn đây này. Đấy. Em về em bắt chết em cứ thế này. Em về em cứ xong rồi cứ quay, cứ quay, cứ quay, quay. Thế mà được luôn. Đây, cái tay em sờ thấy cái mũi này. Ừ. Lúc trước em bị cảm thấy cái nến mới đi hoa, cứ hay bôi bôi dầu cao không cạo gió thì em bỏ lù lù đi. Nhưng mà bác thấy tuyệt vời không? 63 tuổi, 60, bị 53 tuổi là bị còng cột sống. Năm nay 60 năm mà chưa được 20 ngày mà đỡ được như này. Nên 30 tuổi là bị nên sởi chạy vào. Sởi chạy vào. Thì năm nay là 63 tuổi. Rồi. Vậy là 60 năm 60 tuổi bị bệnh rồi. Em chia sẻ đây. Đây ngày trước thì khi nên sởi chạy vào rồi thì nó đau chỗ này chứ cứ đi thế này. À đây à? Thế là đi thế này thì cái ngực thì lớn lên nhá. Cái mặt thì cứ ngửa hãy lên trời này. À rồi. Chân tay cứ thế này. Ờ. Xong anh Hùng với anh Vi con ông thứ ông cáp mới cứ đi đằng sau này mới chơi với em bảo đầu tiên là San ơi cho anh cho cái kẹo cái gì thì không biết thì bảo ra xong bảo dây bén thế nào đánh đá thì nội thầy cứ quay bố người dây bén mẹ bén thế nào mẹ kể lại thế cứ đi thế này đi đâu cứ đi này không đứng được lên không đấy quá tuyệt vời luôn. Ôi giời mà đến lúc lớn này em cũng nghĩ mà sao mà mình mẹ đẻ ra thì em thầy mẹ đẻ ra thì như cục bột đủ đầy đủ các giác quan mà sao lớn lên thì lại bị mà sao này thì đợt mắc phải là em bị hoang em mà rất khát không chịu nhưng mà không chịu thì nói là không chịu nhưng không gặp thầy học thuốc cũng tốn tiền thôi mất thời gian thôi cho em ấy cũng như là đến duyên ấy từ ngày em đi học Phật ấy cái gì cũng may mắn rồi. Phật cứ đừng chỉ nói cho em cứ có cái mạng thế là nào thầy Vũ Dũng ở phòng khám quốc gia thì em hỏi cái gì Na Khê Hà Đông thì ta vẫn đi chỗ ngoài tặng biết chỗ rồi đấy đúng rồi mới lần về lần về xong cái gì là em mới cứ đi tìm về số 73 đi tìm về số 73 là nhà cũ đúng rồi cái số 73 là số phòng khám cũ thì sao em mới gọi điện đấy. Em lại không gọi từ nhà mà cũng không gọi trước mình có nghĩa để tùy duyên. Vâng, mới lại mình phải cái gì phải thực lực đã. Không thể được rồi thì mới đi chợ duyên người khác. Vâng. Tìm được thầy nữa là... thế hôm bác điện em cũng giật mình. Em đang ở nhà em bảo đến đón bác. Nhưng mà đến thì không thấy đâu. Thế bảo học trò bảo cô đâu, bảo cô xuống ăn cơm rồi. Đấy, hôm ấy đúng là tuyệt vời luôn nhờ. Rất là cảm ơn anh, không biết nói gì nữa. Vâng. Ngày trước đau đầu gối này là em bị uống hai cái nọ thuốc ấy. Xong đúng là rồi. Đau á, cứ đu được cầu thang thì hai chân một bậc ấy. Xong đến uống hai cái nọ thì nó chẳng khỏi thôi, xong nó chạy vào dạ dày. Vâng, thế là chị cũng có rèn luyện các thứ. Còn nếu mà ai nói là bảo già rồi thoái hóa không khỏi, nghĩa là khớp cứ không khỏi nó không phải. Vô lý, không đúng, khỏi không phải do mình quyết định.
đúng không? Thầy thuốc chứ người ta chỉ hỗ trợ thôi, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Đúng rồi. Người ta chữa cho mình, người ta đưa thuốc cho mình, nhưng mình không uống. Đỏ đến đây, người ta bấm huyệt, người ta hơ ngải rồi người ta kéo, người ta đủ các thứ, nhưng mình không đến, làm sao khỏi được? Đúng rồi. Phải do chính xác. Mình hợp tác. Phải do mình hợp tác là chính. Bác sĩ tốt nhất vẫn là chính mình. Chính xác rồi. Vâng, xác thầy. Ừ, tắt vào tay xong rồi.